Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Siêu bão Helen đổ bộ vào nước Mỹ vào tối ngày 26 tháng 9 đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của nằm ở nhiều bang của nước Mỹ. Tình trạng khẩn cấp liên bang đã được ban bố ở 6 bang, gồm Alabama, Florida, Georgia, Bắc Carolina, Nam Carolina và Tennessee với hơn 800 nhân viên từ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang, FEMA, được triển khai để hỗ trợ các quan chức địa phương. Khi bão Helen tấn công Florida, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thị trấn Stenhatchee, nơi bị nhấn chìm bởi mức nước biển dâng cao hơn 3 mét và sức gió 225 km h giờ. Khoảng 500 cư dân của thị trấn đã sơ tán khỏi khu vực và khi trở về sau bão, Họ thấy nhà cửa và cơ sở kinh doanh của mình đã bị phá hủy hoàn toàn. Cư dân Dona London cho biết: "Chúng tôi đã bị xóa khỏi bản đồ. Không còn gì nữa. Tôi có một số bảo hiểm, nhưng bây giờ phải xây dựng lại từ đầu." Trong khi đó, cơ quan thời tiết quốc gia Greenville, Spartanburg, Nam Carolina cho biết vào ngày 28 tháng 9 rằng địa phương bị tàn phá bởi trận lũ lụt khủng khiếp và thiệt hại do gió trên diện rộng do bão Helen gây ra. Cơ quan không có từ ngữ nào để diễn tả số lượng người mất mạng do cơn bão và gọi đây là sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử văn phòng của chúng tôi. Trong một bài đăng trên Facebook vào tối cùng ngày. Hơn 400 con đường vẫn bị cấm ở phía tây của Bắc Carolina. Sở Giao thông Vận tải của tiểu bang cho biết vào sáng ngày 28 tháng 9, nhiều đoạn của xa lộ liên tiểu bang và các tuyến đường được xem là cửa ngõ của Asheville vẫn tê liệt vào tối 28 tháng 9 do lũ lụt hoặc lở đất theo Sở Giao thông Vận tải của tiểu bang cho biết. Kể từ hôm 26 tháng 9, quận Burnconf đã nhận được hơn 5.500 cuộc gọi cứu hộ và đã tiến hành hơn 130 cuộc giải cứu phương tiện và người dân. Trong tuyên bố vào ngày 28 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi sự tàn phá của bão Helen là quá lớn. Nhà Trắng cho biết, ông Biden đã được quản trị viên của FEMA, Dean Criswell và Cố vấn An ninh Nội địa Liz Randall thông báo tóm tắt về sự mất mát bi thảm về nhân mạng trên toàn khu vực. Cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc đang trong tình trạng báo động sau khi phát hiện nhiều loạt tên lửa được phóng lên từ sâu trong lục địa Trung Quốc. Cụ thể theo Reuters đưa tin, cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo đã phát hiện nhiều loạt phóng của lực lượng tên lửa Trung Quốc tại các tỉnh Cam Túc và Thanh Hải các khu tự trị nội mông và Tân Cương, những vùng nói trên cách Đài Loan ít nhất 2.000 km. Phía Đài Loan cho biết tiếp tục theo dõi các diễn biến liên quan và lực lượng phòng không duy trì mức độ cảnh giác cao, tăng cường báo động. Về thông tin trên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa bình luận gì. Đài Loan thường theo dõi và công bố thông tin về các hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh hòn đảo, nhưng hiếm khi công bố dữ liệu thu thập được sâu trong lục địa Trung Quốc. Được biết, Đài Loan được cho là vận hành nhiều trạm radar mạnh trên các đỉnh núi ở miền trung hòn đảo có khả năng quét sâu vào Trung Quốc đại lục. Trước đây, vào tháng 8 năm 2022, Trung Quốc cũng phóng nhiều tên lửa ra các vùng biển xung quanh Đài Loan nhằm phản ứng với chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi đến hòn đảo. Trong diễn biến liên quan, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Trung Quốc hôm 26 tháng 9 thông báo rằng đã phát hiện 43 máy bay quân sự Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo này. Trong số máy bay quân sự Trung Quốc nói trên, có 23 chiếc đã bay tới phía nam Đài Loan, qua eo biển Bà Sĩ, ngăn Đài Loan với Philippines, rồi bay dọc theo bờ biển phía đông của Đài Loan. Theo bản đồ do cơ quan phòng vệ Đài Loan công bố, ít nhất 11 chiếc đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho rằng máy bay Trung Quốc đang thực hiện các nhiệm vụ tầm xa xung quanh Đài Loan. Một nguồn tin an ninh nắm rõ tình hình khẳng định các chuyến bay này là một phần trong cuộc tập trận thường niên của Trung Quốc cũng theo nguồn tin, quân đội Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng ở eo biển Đài Loan và biển Đông nhằm thực hành việc chống tiếp cận để ngăn chặn sự hỗ trợ của nước ngoài trong trường hợp xảy ra xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận trên. Tại Tel Aviv, quân đội Israel vừa qua thông báo đang huy động 3 tiểu đoàn dự bị để tăng cường phòng thủ cho bộ chỉ huy trung tâm, đơn vị tác chiến phụ trách khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Quy định trên được đưa ra ngay trước thời điểm diễn ra các ngày lễ quan trọng của người Do Thái, trong bối cảnh xung đột tiếp tục bùng phát ở bờ Tây giữa các chiến binh Palestine với lực lượng của Israel. Bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng đáng kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào tháng 10 năm ngoái. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng với sự gia tăng các cuộc tấn công từ các nhóm vũ trang Palestine và các vụ đụng độ với lực lượng quân đội Israel trong những tuần gần đây. Israel đã mở nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào các chiến binh người Palestine ở các thành phố bờ tây như Jenin, Nablus, Tulkarm và Tubas, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng. Thời gian qua, người dân Palestine ở bờ tây cũng đã chứng kiến cảnh máy ủi đất của quân đội Israel phá hủy từng mét một trên đường phố và ngõ hẻm của họ. Người dân ở Tulkarm và Jenin, hai thị trấn bờ tây là tâm điểm các cuộc tấn công quân sự mới nhất của Israel cho biết họ chưa bao giờ chứng kiến mức độ tàn phá lớn như vậy. Hồi cuối tháng 8, quân đội Israel đã tiến hành một trong những cuộc đột kích rộng khắp nhất ở bờ Tây trong nhiều năm. Israel mô tả các hoạt động này là nỗ lực truy quét các tay súng Hamas và các chiến binh vũ trang khác. Phía Israel cho biết 23 tay súng Palestine đã thiệt mạng và 45 người bị bắt giữ. Trong nhiều tháng qua, nhóm cực hữu đã liên tục thúc giục Israel mở rộng vùng kiểm soát từ bờ Tây, đến nỗi một số nhà phân tích cho rằng Tel Aviv đang muốn sáp nhập vùng đất này vào lãnh thổ nước mình. Điều này trực tiếp dẫn đến một số vụ va chạm giữa người Israel và người Palestine ở bờ Tây tăng đáng kể trong thời gian qua. Đứng trước những sự ép chính trị trong nước lên vị thế của mình, ông Netanyahu dần nhượng bộ các yêu sách của phía cực hữu và cho phép các cuộc tấn công diễn ra tại Gaza và bờ Tây, trong đó có chiến dịch vào cuối tháng 8. Vào cuối tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng ra thông báo kêu gọi Israel chấm dứt hoạt động quân sự tại bờ Tây, chỉ trích việc gây thương vong cho dân thường, trong đó có trẻ em, và yêu cầu Tel Aviv đảm bảo an toàn cho người dân ở đây. Ông Guterres khẳng định, tất cả những người bị thương cần được tiếp cận chăm sóc y tế. Các nhân viên hỗ trợ nhân đạo phải được tạo điều kiện đến với những người cần giúp đỡ. Những diễn biến nguy hiểm này đang thổi bùng tình hình vốn đã rất nóng ở bờ Tây và làm suy giảm chính quyền Palestine. Quân đội Israel trong tuần qua liên tục tập kích Liban khiến hơn 700 người chết. Để trả đũa, Hezbollah bắn hàng trăm rocket vào những mục tiêu ở miền Bắc Israel và phóng tên lửa đạn đạo vào Tel Aviv. Loạt động thái làm dấy lên lo ngại xảy ra giao tranh toàn diện giữa Hezbollah và Israel. Nhưng cho đến nay, quân đội Liban, LAF chưa có động thái nào đáng chú ý. Ông Khalil Helou, giáo sư địa chính trị Đại học Saint Joseph, thủ đô Beirut, Liban cho biết, LAF tuân theo mệnh lệnh từ chính phủ, nhưng cấp này đã có sự bất đồng suốt thời gian dài. Quốc hội Liban gồm đại diện từ các cộng đồng tôn giáo có quan điểm khác nhau. Sự bất đồng khiến họ vẫn chưa thể chọn được người kế nhiệm Tổng thống Michel Aoun đã kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 năm 2022, ảnh hưởng đến việc ra quyết sách của chính phủ. Ông Hello bổ sung, quân đội được tự quyết, bất kể Tổng tư lệnh giờ là ai, họ phải tự ra quyết định mà họ cảm thấy phù hợp. Thực tế, các lữ đoàn LAF được điều động đến miền Nam với nhiệm vụ tham gia phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, UNIFIN, tại khu vực không phải lực lượng chiến đấu. Họ không sở hữu năng lực phòng không để bắn hạ được tên lửa Israel. Hezbollah về danh nghĩa là lực lượng chính trị hợp hiến, hợp pháp của cộng đồng người Hồi giáo dòng CIA ở Liban. Họ hoạt động tách biệt khỏi cơ cấu quân đội Liban và được coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran để chống Israel. Israel và Hezbollah thường xuyên tổ chức các cuộc tấn công xuyên biên giới kể từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Hezbollah tấn công Israel để thể hiện sự ủng hộ với Hamas và Tel Aviv đã liên tục đáp trả. Israel từng tập kích vào tiền đồn ở Anabi, Oueda, miền Nam Liban vào tháng 12 năm ngoái, hậu quả khiến 4 binh sĩ LAF thương vong, nhưng quân đội Liban không có bất cứ đáp trả mà chỉ mô tả đây là sự cố. Còn phía Israel sau đó bày tỏ sự đáng tiếc và mở cuộc điều tra sự việc, nói rằng họ không chủ đích thực hiện vụ tấn công nhằm vào LAF. Các nhà phân tích nhận định điều này cho thấy LAF không trực tiếp tham gia xung đột, phần nào đảm bảo an toàn cho khoảng 4.000 binh sĩ ở nơi đây. Dù xung đột Hezbollah Israel leo thang gần đây, nhưng LAF vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc cũng bởi họ tuân thủ nghị quyết 1701 của Liên Hợp Quốc. Nghị quyết 1701 giúp chấm dứt xung đột Israel Hezbollah năm 2006. Khi đó Hezbollah đột kích xuyên biên giới, khiến ba binh sĩ Israel thiệt mạng và bắt cóc hai con tin. Israel ngay sau đó mở chiến dịch đáp trả mạnh mẽ vào miền nam Liban. Giao tranh giữa đôi bên kết thúc sau 33 ngày và đã khiến khoảng 1.200 người ở Liban và 160 người Israel thiệt mạng. Nghị quyết này thiết lập nên UNIFIL kêu gọi chính phủ Liban và UNIFIL cùng triển khai lực lượng ở miền nam Liban, giải giáp các nhóm vũ trang tại khu vực. Hezbollah cũng phải rút khỏi miền nam Liban và cho tới nay lực lượng này chưa thực hiện cam kết. Sở dĩ LAF không thể hiện quan điểm ủng hộ Hezbollah còn do có thể khiến các bên hỗ trợ tài chính ở phương Tây, Ả Rập Xê Út và vùng Vịnh mất lòng. Mỹ từ năm 2006 đã cung cấp hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ nước ngoài cho Liban, trong đó hơn 3 tỷ đô la Mỹ để tăng cường sức mạnh cho LAF đối phó sự ảnh hưởng của Hezbollah. Nếu như Israel mở chiến dịch lớn vào Liban sẽ khiến LAF rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan hoặc đối đầu với Israel hoặc giải giáp Hezbollah bằng vũ lực. Lưu ý rằng với cả hai trường hợp trên đều phải thực hiện theo cách tuân thủ nghị quyết 1701 của liên hợp quốc